vùng dự kiến mô tả trên hâm mô tả ngâm bằng địa chỉnh con biển và dâm đài truyền hình Việt Nam nhì mô tả trên hâm bất chợt tỉnh kiềm tàu kỳ khiên quốc mài nghỉ chợp phính biển chuồng chân dâm Lai Châu ngam với mài trăm tí tiểu mài lẩy liều bất khỏi quen chấu du lịch cộng đồng mang tiền tới tiểu lầy chăm chỉ hàng phân nay Lai Châu đà với phỉ yêu khoai quán màu phẳng liều bếp chấu du lịch cộng đồng mang này nay bếp chợ tiểu công chấu tốt mài lống liều bếp bu cấu bình tế di sản văn hóa minh cứu sĩ khoai quán chấu nhận kinh tế xã hội bong buôn hang cổng gì chăm chuồng ngọ. Lai Châu mà chăm phẳng đào tẩy ruồi xịt chít xịt loàng mà chăm thành văn hóa dầm cốc vĩnh biển bếp mài lầy liều bếp chấu du lịch chim này xếp mài du lịch cộng đồng chim chí hắn quý xanh đã đầu tư nhận chỉnh thánh tẩy bung hát này biệt dân đi xế kiều có doanh nghiệp đầu tư liều bếp khoai quán du lịch liều bếp tàu công chấu tàu hang diêu tứ mài nhận chỉnh chăm chuồng buôn múa tỏi có vĩnh vậy hát này sẽ đã bếp ruồn bằng đàng buồn tiểu cao lám pháo chấu du lịch trong này bếp du lịch cộng đồng mình cứu chấu canh tế tiểu mình cúp buồn mài di tích lịch sử văn hóa có vắng mạng ruồi dương ở thành phố Lai Châu huyện Phong Thổ Tam Đường tháo chá Lai Châu khoai nậu mạch lống tới sản phẩm du lịch cộng đồng huyện Phong Thổ huyện Tam Đường lầm xanh bài quý chiệp tống du lịch cộng đồng mai chủ trí khoát biển chớ dịch vụ homestay mai cáo tống châm buôn khét tháo chào thính có bình tí tiểu mạch lầy kiếu có thành viên mai có tống dịch vụ cộng đồng châm úc website mạng xã hội kể hết này châm có tống du lịch cộng đồng dân sẽ đà kiếm bách nam và tế tiểu chấu khả lệnh tỏi dân út lao trải giật giả khôn há quyền tam đường Lai Châu xanh trong năm tống mải hàng hồ kiện đi tổng xếp mải loàng mải trăm nồng vắng ruồi siêu tốt mải trăm biển khẽ tại tháo hát này dì liều bất cấu tốt mải môi trường thế liệp nông vắng tại làng cào hoi cào tốt mải manh dành ruồi hát này chết thúc chính quyền trăm út xà lăng trên bếp mảng tháo ni trần hang úp quần quốc hệ thống cáo mài ruồi mài có năm tống đoàn cả này phó cản chấu có năm tống kèn liều bếp bịa kéo bếp có năm béo liều bếp múa tỏi châm tống bình úp nghĩa chó xin hang dị búng có quần tỏ xanh chai áp tổng bài tụ trăm nhất bề hang dị khôi quang úp quần chuống có khổng tiền dâm nay mai chay bay liệu khoai khoác buồn kinh tế dùng xếp bong buồn chấu tóc mài ruồi buồn tẩy lăng giang ý chí lệnh kiệp chết giờ nay làng nay tôi chính quyền tỉ bùng chấu chế liệu đang chẳng xiềng mai pu tiều tại chết này biết chấu tống giờ bắt mình uống kìa gần này biết chấu dành có kháng cáo về tề lăng hiền há khen tuần bìa có hơi hăng trầm tuần gần hít trùn búa buôn múa tỏi tổng biết chấu vẫn có buồn tàu xanh chạy áp hát này tề lăng để tổng bắt mày dành cứu bắt mày đảm bảo khá buồn múa tỏi một tuần thì phải dọn dẹp vệ sinh vào ngày thứ bảy vâng đối với sau khi tuyên truyền thì bà con trước hình bà cũng nuôi nhốt gà lợn này nuôi nhốt mà không thả thì nhưng mà qua cái việc đó thì bà cái thấy rằng là như thế thì rất là sạch sẽ mà cũng rất là vừa là đảm bảo cho sức khỏe của bà con. Chính căn tế tiểu dùn trồng chuồng cá châm chính quyền cứu biển dân lao trải giật, bếp tháo trá, lăng bến chẳng tóm du lịch siêu và trăm khét tháo rào. Tháo nay, miền khe bột túc, mát chay bếp tiểu ruồi châm ố dầm nhằn văn hóa, mông quốc phính. Mát chay bếp mình tháo có năm tống mài vắng ruồi. Trăm thêm này, miền khe tổng bếp bột lống kéo dị, biển dân cảnh hiếu cấu môi trường. Chết chế liệp vắng tẩy lăng tước mài rình mài ruồi anh vừa lên nơi
Bảo đi các bản để xem bản đấy bản xì thâu trải thế nào. Cái chú lên xì thâu trải chưa? Em lên mấy lần rồi. Xì thâu trải thì nó cắt. Cái không gian ở đây thế nào, nó sạch sẽ. Khang Tế Tiểu mua tỏi chuồng cá liều bắt chuồn búa. Cháu Tế Tiểu công chấm hắn tại làng này đang hít đi bùa bắt chuồn bùn mua tỏi. Cháu cao liều với mình chuồn tố mày lống. Anh kia hút chuồn búa bùn mua tỏi liền đạp chúng có thành vàng. Chiều nay liều bắt đầu tố mày có nằm vắng bằng ruồi. Giờ mỗi tại làng siêu tố mày trăm lần biển khe liều bắt tháo chiếc mặn. Tại farm đài bếp chuẩn búa múa tỏi cháu có thành cúa liều bếp tròn cả này phó cháu muốn kể cao liều bếp thánh bồn biển khe múa tỏi mai hắn ói quảng cả này phó nại chết quảng biển hải mình kêu bếp chuẩn búa múa tỏi đồng bếp cháu dành ông môi trường trên mách quảng cả này phó cho hết có tóm cao. Cái thứ ba nữa là chúng ta tuyên truyền bà con nhân dân là mai ký giỏ thùng rác để ngoài đường để phục vụ cho khách. Vì vậy bà con nhân dân nếu mà có nhu cầu mà có rác thì người ta bỏ vào cái thùng rác ở ngoài đường. Đấy thì ngoài cái này ra đấy chúng tôi cũng tuyên truyền bà con nhân dân là phải giữ từng xích hang bản lao trải bản xin dối hồ dầm ốp biển phong thổ đồng bất tống lo tháo bài quyến dầm có tống du lịch. Nay nông tống bách chay bết ruồi mình vắng đào tẩy bết sông mày chăm tống du lịch liều bết lò hiu nhất bên mình văn hóa tốt trấu ầy cần húng mình xiang can ốc tiểu chấu kinh tế văn hóa xã hội tàu bến tiểu ruồi mài lềnh. Biển dân chấm bay bách chay đồng tới mài lầy sàn bết sông bết chuốt cá liều bết chấu can có tiểu mài khờ lệnh cõi viền vắng môi trường tẩy lăng úc hít chấu lệ trình múa tỏi chuồng nhau lanh bong nhàn bong cá buôn đỏ tẩy liều bếp chấu cao cõi viền phố biên chơm út lăng cao chẳng chơm tẩy lăng hàng này tốt miền dân chuồng khá chế liệp quân cấu tẩy lăng tổng xếp mài dành hát này mày có tống giờ bất tròn cả này phó an dâm út cào khen hiền hoi trường lăng tấn tháo khố biển liều bất con bun múa tỏi liều bất nhấp siêu cả này phó làn mông biển dâm xin suối khổ tổng bất con kiếu tỏi mái quái đắng vầy hát này tẩy lăng hái chằn tổng xếp mải men loàn người ta nó chững chạc nó ở đấy tổng xếp máy tiện châm khái dùng bài sản mông biển châm nái tổng bách trần lo cuốn bình sang buôn út sản phẩm du lịch cứu màu vắng hang béo nọ lao này bách trật tiểu mảng bay hang này đây là nhà tổ chim ở bản xin xưa hồ xã xin xưa hồ nọ lao đi béo ba hang trần năm phòng bài tháo dị trí vuông nên xếp mải tóng cuối tóng liều xáo xin đóng bình út kia mày cáo wow. Chấu tóc mày trên mày cảnh coi kêu bắp mày on lống bùn út biển tháo tiền xem đáp ứng nhu cầu tiện nghi dầm út nhu béo này tổng xem mày khang út bình liều bắp bú vầm com vôm nắm tóng cuối kêu bếp mài bố bàn ơi liều bếp chuôi nhận bình nóng lạnh có nước nóng và có phòng ngủ có bàn để ăn uống nếu mà khách kêu tế chốt khách châu hát này chám quý hiệp hội du lịch Việt Nam đã bắt tổ chức tranh có doanh nghiệp kêu bếp buồn xin châu lống chiêm du lịch Việt Nam hãng ý chiến lệnh triệu chú chiêm Hà Nội. Út tẩy lăng xin suối khổ tốt tranh bất lăng du lịch cộng đồng tiêu biểu kháng ở trên đỉnh Triệp Chu. Quý này, bong buôn múa tỏi biển dân xin suối khổ sẽ ánh chiếp thêm buồn khá, liều chấu du lịch cào hoi cào mài lống. Quý nay, tổng xếp bong buôn dị quảng bá du lịch diêm xin suối khổ cứu bất xanh, tháo kiếm biển khẽ. Bong buôn tỏ du lịch diêm xanh cào hoi cào mài lắm pháo.
Chị bồ nai về chớ dù để cộng đồng chợ tiêu mạng tháo nhất nai về hát quần biển chị bồ bất chấm chấm hát hái mai tức lống dồn kít cứu tỏi hát này của chị về chớ tú ánh chợ tiêu chấm thêm chị bồ bông biển chợ nai về chớ thuần màu chấm tống cù tống lành bồn chấm dành chưa nhập tổng bách trộ mua tỏi sông bách chuộng khâu tháng này như buôn nằm ói cõi viện mài công chấu buồn mùa tỏi liều bếp mài chiều nhập trong mài on ánh cứu này biết rủ tốt mình thế tiêu văn hóa còn đố trong úp vánh biển hát này bố tổng trên mắt pha ta cứu bại vánh nhì chúng ta phải sống tình cảm sẽ sống đoàn kết tức là yêu thương nhau chúng ta mới có thể làm được đó là cái điều tức là quan trọng nhất còn nếu chúng ta không làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ không làm được. Đó là cái điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai nữa, cái điều quan trọng ấy, thì chúng ta biết được là chúng ta như dân tộc Mông chúng tôi tức là sống ở trên này ấy, thì anh em sống hầu hết là làm nghề nông mà nó lại ở trên vùng sâu, vùng xa cho nên là kinh tế thì thực sự một năm chỉ một vụ mùa thôi cho nên là cái việc tức là thu nhập của bà con thì rất là kém và bà con rất là nghèo cho nên là cái quan trọng nhất ấy là mình có một cái tư duy là muốn thay đổi cái công việc, công ăn việc làm cho bà con để làm sao tức là bà con có cái thu nhập tức là nhất định thì đó là cái điều thứ hai. Rồi cái điều thứ ba nữa là mình cái điều quan trọng nhất ấy là mình tôi cứu khăn lăng du lịch cộng đồng có tám này xếp buồn du lịch cộng đồng bay trật tiêu diếp phong có tẩy vùng côn cấu chống cần văn hóa tướng bìa tàu hang siêu nhập cõi viện chậm nhận bong buồn trôi khiên kinh tế xã hội chậm tẩy vùng tổng giúp bong buồn bị khác gì thế liệp đang chẳng riêng chậm u xanh.